Xin chào quý vị và các bạn. Luôn cảm thấy day dứt khi nghĩ tới Minh Anh, nghĩ tới những việc làm bất nhân, bỉ ổi của cô con gái bảo bối Mỹ Anh. Nhiều lần thấy Minh Anh đau khổ, tìm lại ký ức. Nhiều lần thấy cô bị dồn vào bước đường cùng. Bà Nga nhắn nhủ, con gái ơi, đừng bao giờ tha thứ cho má. Thế nhưng khi mọi việc vỡ lỡ, bà tiếp tục hiện nguyên hình là kẻ giả nhân giả nghĩa. Khi mặt dày tìm tới cầu xin Minh Anh bỏ qua mọi chuyện, còn tha thiết mong Minh Anh tìm tới nói đỡ cho Mỹ Anh vài lời để Hải Đăng không truy cùng đuổi tận, cũng như không tìm hiểu về cái chết còn nhiều uẩn khúc của ông Khánh. Đứng trước hoàn cảnh éo le này, Minh Anh lương thiện tội nghiệp sẽ có quyết định ra sao là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Sau cái tên của Mỹ Anh thì có lẽ người nhận được gạch đá không ít từ khán giả chính là bà Nga. Bên ngoài, những lời nói đầy đạo lý cùng gương mặt phúc hậu, bên trong chính là một con ác quỷ. Khi chính bà là người biết được âm mưu của Mỹ Anh, thay vì cương quyết ngăn cản, bà lại phản đối cho có lệ, nên cô nàng chỉ cần rơi vài giọt nước mắt cá sấu, bà dễ dàng thỏa hiệp. Vì quả thật, bà cũng thấy Hải Đăng là chàng trai ưu tú, gia đình lại giàu có, tri thức, nên bà cũng muốn con gái được gả vào nhà tử tế. Bà tỏ ra day dứt khi nghĩ tới Minh Anh, nhưng khi đó bà bào chữa cho bản thân. Minh Anh à, dù gì con cũng không thể qua khỏi. Dù gì em gái con cũng đã quá vất vả, chỉ bằng thuận theo ý trời để Mỹ Anh được sống với danh tiếng, với những điều tốt đẹp mà con để lại. Rồi khi phép màu đã đến đưa Minh Anh từ cõi chết trở về, thay vì trả mọi việc về với trật tự vốn có của nó, nhân lúc Minh Anh mất trí, mẹ con bà khốn nạn nhanh chóng tiến hành phẫu thuật gương mặt, phối hợp ăn ý với nhau gieo vào đầu Minh Anh quá khứ sơ bẩn xấu xa của Mỹ Anh. Mỗi lần thấy bà Nga ngọt nhạt với Minh Anh, mỗi lần thấy bà tâm sự trò chuyện với cô mà khán giả cảm thấy buồn nôn. Thật đúng là mẹ nào con nấy, bà Nga và Mỹ Anh cùng một ruột. Bà Nga còn bỉ ổi hơn, khốn nạn hơn khi vẫn luôn tỏ ra thanh cao, thánh thiện. Khán giả cũng tò mò, không biết khi mọi việc bại lộ, bà Nga sẽ ăn năn sám hối thật hay không? Và bà sẽ ăn nói ra sao với Minh Anh? Với những người từng tin tưởng xem bà như Bồ Tát sống, khán giả lại được một phen sôi máu khi bà mặt dày tin tới cầu xin Minh Anh, nhưng mục đích chính vẫn là muốn Minh Anh tha thứ cho Mỹ Anh, cũng như muốn cô tác động tới Hải Đăng, bỏ qua mọi chuyện. Thấy mặt bà Nga, trong lòng Minh Anh rối bời. Đây từng là người phụ nữ cô từng rất hãnh diện, tự hào, là người cô luôn mang ơn, luôn đặt vị trí ưu tiên. Không chỉ vì cô nghĩ bà là người sinh ra cô, mà còn nghĩ bà không quản khó khăn vất vả nuôi hai chị em nên người. Nhưng giờ cô cay đắng nhận ra, dòng máu chảy trong người cô không phải của bà. Bà nuôi dạy cô một phần cũng vì cảm giác có lỗi với người quá cố. Cũng chính bà thiên vị cho Mỹ Anh mới xảy ra tấn bi kịch này, mới khiến cho cô bây giờ không biết phải sống trong thân phận Minh Anh hay Mỹ Anh, cô dưng dưng. Má! Má không biết con có nên gọi má nữa hay không? Tại sao má lại tới đây? Giờ con muốn yên tĩnh. Bà Nga nước mắt lan dài. Minh Anh ơi, má biết má không còn mặt mũi nào để gặp con, cũng chẳng có tư cách để xin con tha thứ. Má có lỗi với con, có lỗi với má của con. Nếu có kiếp sau, má nguyện làm trâu làm ngựa để bù đắp cho con. Đời Minh Anh khốn khổ thế này đều do một tay mẹ con bà Nga mà ra. Cũng may Minh Anh là cô gái mạnh mẽ, kiên cường, không bao giờ khuất phục trước bão tố cuộc đời, nên cô mới trụ được khi biết được sự thật này. Bà Nga đã chuẩn bị sẵn kịch bản, nên bà cố tình nhắc lại những kỷ niệm trong quá khứ. Bà hạ giọng, má cũng từng là cô con gái mơ mộng, từng muốn có được hạnh phúc bên người mình yêu. Tiếc rằng, người nắm giữ trái tim ba con chính là má ruột của con. Khi đó, má từng có ý định buông bỏ chúc phúc cho họ. Nhưng rồi số phận trêu đùa, sớm lấy mạng má con. Cái ngày ba con ẵm con khóc ngặt trở về, má hiểu con chính là giọt máu của má. Ba và má đã cùng nhau vun vén cho tổ ấm, cùng nhau nuôi dạy các con nên người. Bà nắm tay Minh Anh tiếp tục kể lể. Đúng là má không phải người sinh ra con, nhưng má thề với con, má luôn xem con là máu mủ, khúc ruột của mình. Con lớn lên cùng má, con là cô bé hiểu chuyện. Con là người cảm nhận rõ nhất phải không? Minh Anh chất vấn. Vậy má phải giải thích thế nào khi má và Mỹ Anh thông đồng lừa dối con?
Má có dám nói má công bằng với hai chị em con không? Bà Nga cứng họng trước câu hỏi hóc búa của Minh Anh, nhưng bà vẫn chống chế. Thật ra khi đó ai cũng nghĩ con không thể qua khỏi, nên má mới nhắm mắt làm liều. Khi con tỉnh dậy thì hôn lễ của Hải Đăng và Mỹ Anh đã diễn ra, mọi việc đã an bài, nên má chỉ biết phó mặc cho số phận. Minh Anh chỉ biết bất lực nhìn bà Nga. Quả thật, theo như lời của bà nói, thì mẹ con bà chẳng sai gì. Có trách, hãy trách Minh Anh không chịu tỉnh dậy sớm, mà cứ nằm hôn mê bất động. Có trách, hãy trách số phận hầm hưu của Minh Anh. Sau màn kể lể lâm ly bi đát, lấy lòng trắc ẩn từ Minh Anh, bà vào vấn đề. Minh Anh à, con là cô gái tốt, là người má luôn yên tâm. Dù cho con có khó khăn thế nào cũng mạnh mẽ vượt qua, nhưng Mỹ Anh thì khác. Con bé đã quen được nuông chiều, quen ăn sung mặc sướng. Giờ Hải Đăng mà chia tay nó, chắc nó không sống được mất. Minh Anh ngớ người, hóa ra bà Nga vẫn không hề hối cải. Hóa ra chuyến viếng thăm lần này là muốn tốt cho con gái bà. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, xem bà định nói gì. Và đúng như cô dự đoán, bà tiếp lời. Má biết Mỹ Anh sai, Mỹ Anh có lỗi với con. Nhưng mà xin con, hãy niệm tình xưa nghĩa cũ bỏ qua cho nó. Giờ chỉ có con mới tác động được tới Hải Đăng để nó thay đổi quyết định. Không có Hải Đăng thì con vẫn tìm được một chàng trai khác yêu thương con thật lòng. Nhưng Mỹ Anh thì khác, không có Hải Đăng mà sợ con bé sẽ làm điều dại dột. Minh Anh cảm thấy buồn nôn vì sau khi khôi phục trí nhớ, quan sát động tĩnh của Mỹ Anh, cô hiểu Mỹ Anh không hề yêu Hải Đăng, thứ cô yêu là tiền tài danh vọng, là ánh hào quang của Trần gia. Hơn nữa, trong lòng Minh Anh không còn hình bóng của Hải Đăng, và anh cũng vậy. Cô khẽ cười. Má nói xong chưa vậy? Bà Nga có phần ngượng ngùng trước phản ứng của Minh Anh, nhưng biết tới đây bà đã hạ quyết tâm phải bỏ qua tự tôn, bỏ qua sĩ diện để bảo vệ cho Mỹ Anh. Bà quỳ xuống. Minh Anh, con gái à, xin con hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của má. Minh Anh lùi về phía sau, cô đanh giọng. Chuyện này con e rằng không thể giúp má. Như má cũng nói, đây là chuyện riêng của Hải Đăng và Mỹ Anh. Hai người đó cũng chẳng liên quan gì tới con. Giờ con có việc, con xin phép đi trước. Bà Nga chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô. Còn Minh Anh, cô cố gắng bước thật mau để bà Nga không thấy được những giọt nước mắt đang chực chờ lăn dài trên má. Cô cay đắng nhận ra, cô vẫn mãi là người rưng nước lã trong mắt của bà. Có lẽ sự cạn tàu giáo máng của bà Nga, của Mỹ Anh, càng giúp cho Minh Anh dễ đưa ra sự lựa chọn. Nếu cô có quay trở về với Hải Đăng, cô cũng chẳng cần phải áy náy hay day dứt khi nghĩ tới họ. Còn bà Nga, liệu có dễ dàng từ bỏ? Bà hiểu bản chất lương thiện của Minh Anh, chỉ sợ rằng bà vẫn mặt dày đeo bám cầu xin cô. Chỉ sợ rằng tới một lúc nào đó, Minh Anh sẽ mủi lòng rời khỏi đây, tác thành cho Hải Đăng và Mỹ Anh. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút xem phim thật thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại!